Đây, em sẽ quay cận cảnh những cái sản phẩm cho quý khách thấy ha. Cái này là em quay sơ lược qua nha. Rồi còn mà quay mà cái cận cảnh thì lát nữa em sẽ quay cận cảnh ha. Cái này là dây xoắn, em sẽ về lại từ từ 1,5 chỉ, 1,6 chỉ, 7 đó, lên miết tới là 3 lượt, 2 lượt 7, 3 lượt. Cái này là dây bính ha. Rồi cái này là dây dây liền mặt dài 7 tấc ha, trồng đầu luôn. Quý khách đeo dưới đầm và hội rụng được như hồi nãy em đang giới thiệu á, thì em cũng có đeo lên trên cổ đó. Đây để em bé quay cận cảnh cái cổ chị Thảo đang đeo cái sợi dây nè. Đây là đồng hồ của em đang đeo. Có nghĩa là quý khách đi tiệc á, quý khách đeo những sản phẩm này rất là đẹp đó. Cái này em đeo 2 dây, em cũng ngắn lại bớt. Cái này là 1 dây của nó là dài tới đây, nó có 2 tầng, rất là đẹp nè, đã đủ màu luôn ha. Đó rồi em cho chị mượn đi. Đây đẹp lắm đó, lát nữa em sẽ quay cận ha. Rồi cái này là dây liền mặt nha, dây liền mặt đẹp lắm đó, rất là nhiều dây liền mặt, số lượng là có hạn nha, mỗi thứ là chỉ có 1 dây thôi. Đây là bông tai đó, bông tai rồi tới mặt ha, bông tai rồi tới mặt, trời nhiều lắm lần đó, rất là đẹp. Tới tới mặt cái 2 chỉ mấy 2 chỉ 6 2 chỉ 7 mà bự vậy nè, đó đẹp lắm. Đây là mà mặt rồi xong rồi tới lắc chân nè ha. Đó cái này, cái tập này em sẽ chia ra nhiều nha. Cái này là tập 1, tại vì em sợ là cái hai được quay được 20 phút. Cái này là dây đi đôi dưới lắc của nó luôn. Rồi cái này là lắc nam và lắc nữ là đều đeo được hết luôn. Rồi còn cái này là lắc cỏ, lắc châm mấy tí tí từ 1,3 chỉ cho đến là 8-9 phân đó, một thiên đường lắc. Còn đây là nhẫn ha, nhẫn rất là đẹp, nhẫn đẹp lắm, nhẫn đẹp lắm. Lát nữa em sẽ quay cận cảnh ha, em sẽ quay cận cảnh từng sản phẩm một cho quý khách xem nha. Bây giờ là em quay khái quát ha, bắt đầu là bây giờ em sẽ qua bên cái tủ thứ hai. Đây là gọi là thiên đường bi bính. Em quay tổng thể đi ha, em quay tổng thể. Đây xi men, bản nè, bi bính nè, rồi dòng bộ nè, rồi dòng nè, dòng bộ, dòng sổ nhiều lắm, nhiều lắm. Lát nữa sẽ quay cận cảnh cho. Rất là đẹp. Đây là xi men ha. Rồi em bây giờ mình sẽ giới thiệu cái gì ha chị ha, giới thiệu dòng bi bính đi nha chị. Lựa bi bính hả? Lựa bi bính đi, vậy em sẽ giới thiệu xi men đi ha. Rồi thì xi men á, đây chào khách chút xíu đi, đây là bé Chi quản lý nha, bên đội online nha. Dạ. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mình là những mẫu xi men. Thì bữa trước là em giới thiệu cho mình là bản 4 ly, thì bây giờ em sẽ giới thiệu thêm là cái bản này là bản 2,5 ly nha. 2,5 ly thì hôm nay là em có về hàng rồi, thì những mẫu này là rất là đẹp luôn, vì hàng công ty. Cái này á, cái này là em đặt lại cho khách nha, chứ mà công ty một lần người ta làm ra nó có giờ, nó có vài bộ thôi chứ không có nhiều đâu. Thì cái này là em đặt một ni á, tới là phải gần 10 bộ đó, nên là mấy anh chị nào mà thích á thì tranh thủ ra cái tiệm vàng em mà rinh những mình cho mình những mẫu mã đẹp nha. Thì cái bản 2,5 ly này á, thì một bộ nó là tầm khoảng là 4 chỉ 4,5 chỉ, rất là đẹp luôn. Thì nếu mà size lớn á thì nó sẽ nhiều vàng hơn một chút xíu nha mấy anh chị, thì tầm khoảng là cả 2 bộ là 9 chỉ á. À, giống như là em biết điều đủ chữ cho mình nha. Mẫu này là mẫu Chanel nè. Em đi chị coi. Đó. Chị để máy thì em xây màn hình cho đẹp. Chanel. Cái này móc máy là cực kỳ sáng luôn nha. Hồi bữa nào mà chị nào mà hỏi em 2,5 ly mà em hết rồi thì bữa nay mình tranh thủ lên ghé tiệm em để lên cho mình những mẫu là đẹp nha. Chanel nè. Rồi. Chanel là một mẫu rất là nhiều chữ luôn. Mẫu là mẫu Dio nha, Dio nhau khách nha. Này là Dio nè, rất đẹp luôn. Cái độ sáng đó thì mình khỏi phải bàn nhau khách nha. Đó, đẹp lắm. Rồi thêm là cái này là em nhá hàng thêm cho anh chị nha. Chị nào hết rồi thì nhắn tin vào số hotline của tiệm em á, 0938167253. Rồi mình bên đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn cho mình ni tai nè, rồi trọng lượng, rồi báo giá tiền cho mình luôn nha. Mình muốn mua mấy bộ cũng có luôn.
Cái này là mẫu chữ lớp nè. Chị quay cận cận. Mẫu chữ là mẫu chữ lớp nha, rất là đẹp. Bây giờ là mình đeo xi men á thì mình đủ thương hiệu luôn thì mấy chị có thể thấu được luôn tất cả chữ luôn. Ví dụ như mấy chị đeo ba bộ thì mình thấu một bộ chữ lớp nè, Chanel, Dior thì mỗi thứ một bộ vậy đó. Chỉ đủ thương hiệu. Nó vẫn là một mẫu nhưng mà nó nhiều chữ nha mấy chị. Rất là đẹp luôn á. Chanel này là này. Này dễ thương quá. Cái này là chữ I love you nè. Đó, rất là sáng luôn. Cái này là tài lộc có trái tim nha. Tài lộc có hình trái tim luôn nè. Chị hết rồi thì chụp bằng hình lại giúp em nha. Chụp bằng hình lại rồi mà nếu mình muốn nhanh nhất thì mình gọi điện trực tiếp luôn nha. Bên em tư vấn cho mình luôn à. Còn nếu không thì mình kết bạn vào Zalo nha. Đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn cho mình luôn cụ thể. Rồi chữ này chữ Gucci nè. Cái này là em về đủ size luôn á. Hàng công ty vừa về luôn. Rồi mẫu Gucci đẹp quá. Toàn là thương hiệu không nha mấy chị nha. Gucci rồi có là I love you chưa có đúng không? I love you chưa có. Dio nè. Dio là giới thiệu. Dio giới thiệu chưa? Chanel rồi. Chanel rồi. Tài lộc dễ thương quá luôn. Tài lộc. Tài lộc rồi nè. Tài lộc rồi. Nhiều chữ lắm anh chị, vì cái này hàng công ty về á mà tụi em vừa vui hàng luôn nên là cũng chưa biết công ty nó giao cho mình có chữ gì nữa. Chanel ham mệt nè. Gucci. Dio. Thật nhiều chữ quá rồi. Ham mệt ha, quá trời mẫu luôn. Rất là nhiều luôn. Chữ lớp anh chị, có chữ lớp nữa nè. Có chữ lớp nha, có thích nha. Chữ lớp thì có cái đủ chữ luôn cũng được nha. Đó, đi em đi. Còn rồi bắt đầu qua đi. Dạ. Thì Simen thì em chỉ nhá hàng thêm bao nhiêu thôi nha chị, anh chị nha. Thì hôm nay là em về bản 2.5 ly nè. Còn ở tiệm em thì vẫn có sẵn là đủ các bản nha. Em dành một tủ riêng nha Simen luôn á. Là có một của em á. Rất là nhiều món Simen hiện nay luôn. Đủ đây là Simen nhiều lắm. Simen rất là nhiều lắm. Cái này là xi men bản chữ nha, còn chị nào không thích rồi thì mình sử dụng rồi xi men nó móc máy nè. Tiệm em này có xi hai màu nè. Cái này xi hai màu, xi một màu và xi ba màu đều có sẵn hết luôn. Con của em là nguyên một dàn xi men đó, khách của em đang lựa xi men luôn, có rất là nhiều mẫu luôn. Nó xi men đó rất là nhiều lắm. Nhiều mà không thể nào tưởng được luôn. Con của em luôn mà. Xi men bản trơn, bản móc máy rất là nhiều luôn. Dòng rồi, dòng len. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu thêm cho mình là dòng bản. Dòng len. À dòng len ha. Dòng len này á thì nó có đủ len luôn nha mấy quý khách nha. Len này nè là tầm cái này là một len nè. Một len cỡ khoảng mấy chỉ? Một len đó thì nó tầm khoảng là 3 chỉ 7 3 chỉ 7 94 nha quý khách nha. Em có đủ size và đủ đây luôn. Cái này là em về thêm á chứ hôm trước em về là em bán hết luôn rồi. Rồi khách yêu của em á lên tiệm nhiều lắm luôn á. Rồi mấy chị mua online nè. Thích quá mua về là khen đẹp quá trời đẹp luôn. Vì hàng đó là vàng công ty nha, chuẩn 610 luôn. Anh chị á, mà ví dụ như sau này á, mà muốn trao đổi ở đâu á, mà không phải là tiệm của em, vẫn đều được nha. Vì vàng công ty chuẩn 610 rồi nên là rất là xài, rất là ok luôn. Rồi cái dòng là dòng một len nha, em giới thiệu cho mình xong rồi em bỏ xuống nè. Dòng đó là dòng hai len. Hai len thì em có là một màu. Nhiều lắm, một màu với hai màu. Một màu và là ba màu nè. Đó, em có rất là nhiều luôn, nhưng mà em chỉ nhá sơ hàng thôi vì em có rất là nhiều ni nha các bác nha. Hai hàng của nó tầm khoảng là hai hàng á thì tầm khoảng là 7 chỉ 1 phân 66 nha. Chị hết rồi thì chụp bằng hình lại giúp em nha. 7 chỉ 1 phân 66 nha. Dòng bi hai len eo rất là dễ thương, mình kết hợp với nhẫn bi nè, bông tay bi nè đó, rồi dây chuyền bi luôn, rất là đẹp. Rồi bi này là bi hai màu, ba màu nha, màu trắng và màu hồng, màu vàng. Bi hai màu này á là nó là 5 chỉ 6 phân 94 nha khách nha. 5 chỉ 6 phân 98 5 6 98 nha. Đó. Cái này là ba màu. Khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Cái này là hai len nè. Rồi giới thiệu thêm là của mình là ba len nha. Dòng là dòng ba len, bi ba len nha. Rất là chắc luôn. Dẻo rất là đăng đau, ok lắm. Trọng lượng đẹp. Cái này là ba len là một lượng mốt 5 phân 32 nha. Một lượng mốt 5 phân 32. Chị hết rồi thì chụp phần lại giúp em nha. Đó. Tiếp tục là bốn len nha. Bốn len đó thì nó có là hai dạng nha khách nha. Hai dạng đó.
Thì một loại này nè, đây là 5 len. Cái dạng này á là nó nhẹ hơn, là có một lượng 9.74 thôi. Mấy bữa trước là mấy chị hỏi là một thích chụp lại màn hình giúp em. Một lượng 9.74 nha. Thì cái này nó có là hai cỡ nha, cỡ nặng và cỡ nhẹ. Đó. Cái này là 5 len. Đây rồi, chào hai chị gái như bác rồi. 5 len quá. Cái này là em có đủ ni luôn á, từ ni 48 tới ni 64 lần. 4 len này, cái này là một lượng 9.788. Một lượng 9.788 nha khách nha. Chụp màn hình lại giúp em nha. Thấy cái độ chiếu bi của nó là cực kỳ đẹp luôn. Bi này nó xay nè. Rồi, cái này là 5 len. 2, 4, 6. Cái này là 2, 4, 5 len nè đúng không? 6 len nè. Cái này là 6 len thì em có là hai cỡ nha. Một cỡ là bản lớn, cỡ là bản nhỏ chút xíu. Cái này là 6 len thì nó nhẹ nè. Cái này là hàng công ty em vừa về luôn á. Cái này là cỡ là cho mình là những cho khách hàng nào mà bản to chút xíu mà nhẹ dàng nè. Cái này là một lượng 7.39 nha. Một lượng 7.39 thôi. Đeo rất là ok luôn. Cái bản của nó thì khỏi cái bàn vì độ sáng luôn. Móc máy là móc máy ý luôn á khách. Vậy hết rồi thì chụp bằng hình lại giúp em nha. Rồi cái này là cũng 5 len nè. 5 len cái này là ni 64 luôn nè quý khách nè. Cái này là 6 len nha. 2, 4, 6 len nha. Cái này á là 2 lượng 4 6.76. 2 lượng 4 6.76. 6 len nha. Rất là đẹp. Rồi cái này là em có về thêm cho mình là 3 màu nè. Về thêm 3 màu nè. Đó, 2, 4, 5 len 3 màu. 3 màu này thì trọng lượng một cái của nó thì nó là 1.5504 nha. 1.5504 nói chung là khoảng 1.6 đó lại à. Vì có cái ni lớn là nó sẽ nhiều vàng hơn một xíu nha mấy chị nha. Rồi, rất là đẹp luôn. Còn 7 phút nữa. Dòng bản thì bây giờ là em sẽ giới thiệu thêm là dòng bản. Dòng bản mấy chị thấy nè, rất là đẹp, nhiều chữ lắm luôn. Rất là nhiều chữ nha. Đó. Thì cái dòng này á là bản của nó là bản 8 phân nè. Chữ Gucci. Si hai màu nha, si ý si hai màu luôn. Cái này là bản 8 phân rồi nha khách nha. Đeo rất là sang luôn, mình thay thế si men bán được. Chị nhà hết si men á thì đeo dòng bản này. Thì một cái dòng của nó thì tầm cái dòng này là liền đi nhỏ lắm, giống như là cái dòng bi á. 1.17.66 nha. Em cũng có đủ size luôn, từ ni 48 cho tới ni 64 nha khách nha. Hàng này là hàng thiết kế đặt riêng của tiệm vàng Kim Thảo luôn á. Là 1.17.66 xe màu nè. Rất là đẹp. Còn này là dòng một màu nha. Đen quay cận cảnh cho bạn. Có nhiều chữ lắm, chị hết chữ nào rồi thì chụp màn hình giúp em nha. Rồi nếu như mình chưa biết đo đen tay á thì bên em sẽ hướng dẫn mình cái đo đen tay luôn à. Dòng này nè, đó, dòng này là dòng một màu nè. Dòng một màu cũng bản 8 phân luôn nha. Cái này là 1.3.1026 nha khách nha. 1.3.1026. Rất là đi luôn, từ ni 48 đến ni 64 lần. Em nói dạ, rất là đẹp, từ ni 48 tới ni 64 nha khách nha. Có rất là nhiều chữ luôn á, hai mệt nè, Gucci nè. Rồi mà nói chung là chữ LV và Chanel rất là nhiều chữ rồi. Chị đã hết chữ thì lên mình lựa móc máy vẫn được nha. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu thêm là dòng đinh. Dòng đinh đi ha. Dòng đinh này á thì là em có là hai loại. Một loại là móc máy nè. Đó, móc máy là móc máy ý luôn. Mình có thể thêm là cái nhẫn luôn. Đó. Cái này là em có đủ size nha. Hôm nay em về là nguyên một tẩy đủ size luôn nè. Dòng đinh này á thì nó chỉ có là hai chỉ 45 thôi. Hai chỉ 45 cho khách nha. Hai chỉ 45 thôi, rất là sáng luôn. Móc máy đai của nó không phải bàn luôn, rất là tuyệt vời. Móc máy này là móc máy ý luôn nha. Rồi cái dòng đinh mặt trên. Dạ. Mặt trên của nó nè quý khách nè. Đó. Quay càng tỉnh. Đẹp lắm. Cái này mình không hết vàng á thì mình có thể si lên là si ý lên nha. Rồi cái nhẫn. Rồi cái nhẫn nè. Cái nhẫn của nó thì là 6/2 nha khách nha. 6/2 thôi. Rất là nhẹ luôn, mà cái này là toàn đồ đúc hết luôn á. Đồ đúc nha, đeo rất là đẹp luôn. Rồi, cái này là vòng trơn nè. Cái này nữa nè. Dạ,
cái này là vòng trơn. Có hai loại nhẫn. Dạ. Vòng trơn này á thì là mình có thể kết hợp với lại nhẫn hồi nãy cũng được, mà kết hợp với nhẫn Cartier đinh cũng được. Nè, xem nè, cái là đinh Cartier này hết nha. Kết tấm luôn. Cái đinh này á mà kết tấm Cartier này á thì nó nhiều hơn một chút xíu nha. 7/38. 7/38 à. Với cách nào cách chụp lại màn hình giúp em. Rồi, cái dòng đinh trơn này á là 2/8 nha khách nha, 2/8. Dòng là dòng trơn luôn. Chị nào hết rốt máy á thì mình xài dòng trơn nha. Đó, rất là đẹp. Khóa của nó rất là chắc luôn, cái khóa là khóa chìm luôn nè. Đó. Chỉ bấm này nó ra nè. Đó. Nó kêu giống như nè, là rất là chắc luôn. Rồi, cái hộp của nhẫn này vẫn ok nha khách nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, dòng Thị Hương. Em về thêm là dòng Thị Hương phong thủy cho mình luôn nè. Thị Hương phong thủy nha, em về được 5 cái thôi. Số lượng có giới hạn nha mấy chị yêu nha. Dòng Thị Hương phong thủy kim tiền nha. Cái này là kim tiền tắm xung quanh hết luôn. Kim tiền tắm xung quanh nha. Đây móc máy đồng tiền luôn. Đây móc máy đồng tiền luôn. Dạ, thay đổi tiền kia. Thị Hương là con Thị Hương này là ngậm đồng tiền luôn nha khách yêu nè. Không thể nha, đem tài lộc máy bắn tới cho mình luôn à. Rồi. Cái dòng này nó có trọng lượng là 3/3/36. 3/3/36 nha khách nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái này lại về đủ size chị mấy chị yêu nha. Tranh thủ lên cho mình những cái mẫu này mà cực kỳ đẹp nha. Rồi. Dòng này dòng con rồng, hai đầu con rồng nha, ngậm ngọc nha quý khách nha. Đó, cái độ đẹp của nó thì nói chung là thiết kế là độc quyền luôn á, rất là đẹp. Cái này là em vì là cái này là si ba màu nè, si ba màu. Tối này là kết bi đều nè, là một màu, màu vàng nha. Nó có toàn tay rất là dễ thương nè khách nè. Đó. Đây một cặp cũng được nha khách nha. Cái này là 6/5/44, 6/5/44 nha. Đó là cái dòng này. Rồi còn cái dòng bi mà ba màu này á là kết tấm luôn nè. Cái dưỡng này là kết tấm hết nè. Cái này là 6/7/54 nha. 6/7/54. Rất là đẹp. Rồi em có về thêm á là cái dòng hai dòng này đi. Dòng này là kết tấm là khoan lạc nha. Dòng kết tấm khoan lạc đồ đất luôn. Và đẹp quá. Cái đồ đẹp của nó thì miễn bàn luôn à. Tấm là nửa full, full tấm nữa. Full tấm nè, ở dưới đây của nó nè là móc máy đều luôn. Móc máy họa tiết hoa văn rất là đẹp. Một dòng của nó là gần 4 chỉ nha. 3/9/6. 3/9/6 nha khách nha. 3/9/6 nè. Chị hết rồi thì chị bằng lại giúp em nha. Là gì hai cái nha. Em chỉ có hai cái thôi nha khách yêu nha. Hai cái dòng mà size lớn thì nó nhiều gần hơn chút xíu. Nó là 4/1/98 nha. 4/1/98. Chị không chụp được, chị chụp được cái tên. 4/1/98. Dạ. Rồi. Em có về thêm là cái dòng mo này nè. Còn mo này á, thì em về được một lô luôn. Nhưng mà em sẽ giới thiệu cho khách hàng của mình đó là nó có mo này là nó đủ size đủ ni. Thì em chỉ để một cái tượng trưng thôi. Đó mấy chị. Thì mo này là 3/3/7 à. 3/6/9 nha khách nha. Kết mo tắm đều hết luôn á. Rồi chụp lại. Đúc đặt luôn. Khóa đó là hai khóa phụ nè, rất là đẹp. Dạ rồi. Chị hết rồi chụp màn hình lại giúp em nha. Rồi em về thêm là một cái dòng cũng ngon ngon Thị Hương luôn nè, mở lên thỏi vàng luôn á khách. Cái này chỉ có là 2/7/16 thôi. 2/7/16 nha, rất là đẹp.